Rồi nay em phân tích cái ngăn lắng cho anh em coi nha. Có nhiều anh em không có làm ngăn lắng, cái làm thêm cái thêm nhiều lớp nữa, nhiều lớp gòn di mắc này nọ, rồi cái túi lọc vô rồi qua cái lớp đó thì nó được thôi. Nhưng mà nói chung là bây giờ mình xài cái lọc chèn như vậy nè, với cái túi lọc là được rồi, là nước nó vẫn trong. Cái ngăn lắng này á không phải là để nước nó trong nó sạch hơn, mà ngăn lắng này á là để mình khỏe, mình khỏi giặt túi lọc nhiều. Mà mình thay nước á, thì mình nối ống vô mình xả cái đó ra, mình thay nước rồi mình thẳng mình xả cái lắng luôn, cái chặn ở dưới đây, tại vì nó chặn cái phần dưới này, rồi mấy cái lớp kia nằm ở trên nó chặn lại rồi, nó giữ cái chặn phần dưới đây đó, là nó ngăn lắng, có nghĩa là nó giữ phân ở dưới đây ha. Rồi lên trên là nước nó sạch rồi, thì khi nó vô cái lọc chàng của mình á, là hôm nay cái này 10 ngày rồi nè, là nó cũng không có dơ gì hết, tại vì lên tới đây á, là nước nó sạch rồi, đúng không? Thì nó qua mấy cái này vi sinh rồi nó vô hồ thôi. Còn nhiều anh em cứ nghĩ là cái không có ngăn lắng thì mình phải làm nhiều lớp, nhiều vật liệu lọc này kia thì cũng tốt, nhưng mà thì nó cũng vậy, mình cũng phải vô cái nguồn vô, không phải là cái ngăn lắng ra, thì cái nguồn vô từ hồ lên nó sẽ vô cái túi lọc, mà cái túi lọc phân nó vô túi lọc thì cứ 2 ngày một ngày cho ăn nhiều thì mình cũng phải đi giặt nó mỗi ngày. Thì cái ngăn lắng này để mình tiện, mình bị làm biến, mình không có phải mà thay xả giặt cái túi lọc thường xuyên, chứ không phải cái ngăn lắng này là nó làm được cái gì ghê hơn để cho mà mình phải mà không có thì mình phải làm mấy chục lớp cao lên nữa. Quan trọng cái đầu vô của mình từ hồ lên không qua cái lắng thì mình phải giặt, phải xả cái túi lọc mỗi ngày, vậy thôi ha.